Bắc Tân Nguyên hả? Bây giờ có báo còn đuổi theo nó không? Còn đuổi không? Nó tắt máy gì? Nó tắt máy gì? Đuổi có gì chứ? Chắc lộ rồi. Mất định vị rồi hả? Chỗ nào Bình Dương? Còn đường nào? Ơi gửi sao biết được? Zalo Zalo vô. Gửi gì? Nhân hành vừa qua lại Bình Dương. Nhân hành ở còn Hòa Lợi là còn xa lắm. Leo lên leo lên leo lên. Thấy trước kia nó điện đi, mình cứ điện nói chuyện đi. Nó ở đâu nó? Cho anh hỏi là họ tên gì? Liêu. Thôi Liêu coi. Bình Phước, chân thành Bình Phước để em làm ở với gia đình em. Rồi điện thoại đấy sao bị mất à? Tính em cũng sơ hở nên là em bán phụ mẹ em thì khách mới lại bảo là làm cho một hộp cơm gấp nên là em xoay qua em bỏ xuống. Thì vừa làm xong làm thêm một hộp cho khách nữa thì quay lại mất điện thoại. Xoay lại thì thấy khách vẫn ngồi đó nhưng mà chỉ có một anh này đi thôi nên là em mới gọi cho anh em để mà chạy theo. Rồi em cho anh hỏi em tên gì? Em tên Lê Nhã Linh. Em còn trẻ chắc chưa có chồng hả? Dạ, chưa có gì. Có bồ chưa? Dạ
Dạ có rồi. Ờ, cũng chưa có bầu, ở đây mấy anh em hiệp sĩ gần như chưa có vợ. Dạ. Hiệp sĩ này không ai có bầu nữa nè. Dạ. Ai lo bị bắt cướp rồi, đâu có ai thương. Không phải chết, tự dễ chết. Để chị đuổi thì trời chết. Để, bây giờ nói chị tôi đi thấy con lành lặng chứ chút rồi đi ra ngoài nó khác nữa. Ờ, không ai thân quen. Ờ, không quen là mình đi vào vấn đề chính ha. Dạ. Ừ, hôm nay thì em, mình đang sinh sống tại đâu vậy em? Em đang ở Trơn Thành, Bình Phước. Xa dữ vậy? Dạ. Ồ, từ đây Trơn Thành xa lắm ha. Rồi cho em hỏi này, em đang sinh sống một nghề gì vậy? Em đang làm một makeup artist. Ồ, là... mình có làm cho nam hay làm nữ thôi? Em cũng có makeup cho chú rể. Ờ, vậy anh làm được không? Dạ được. Ừ, được, có làm miễn phí ha. Được, với tụi em không có tiền. Dạ, nha. Em làm miễn phí được anh luôn. Ừ, rồi, ok em, bây giờ này, hôm nay là em đang làm công việc chính, là đang làm công việc gì mà tại sao mất điện thoại? Em công việc chính của em là làm makeup. Ờ. Nhưng hôm nay em nghỉ ở nhà, phụ mẹ bán cơm bữa sáng. Ừ, em để điện thoại đâu? Em để điện thoại trên bàn. Ờ, điện thoại gì vậy em? Dạ, iPhone 13 vừa luôn á. Ờ, rồi máy này em mua lâu chưa? Máy này em mua hồi một năm trước. Hồi tháng 3, cái số này là 15. Tại iPhone là vẫn thích đúng không? Dạ, tại công việc của em, iPhone nó sẽ rõ nét hơn. Trong máy của em là có cái gì bí mật không? Trong máy của em thì có liên kết tài khoản ngân hàng. Ồ. Khách hàng rồi sẽ nhắn tin trực tiếp qua em số điện thoại và Facebook. À. Rồi, trong máy của em rất nhiều dữ liệu quan trọng ha. Dạ. Thế lúc bây giờ em phát hiện bị mất điện thoại, lúc em hoang mang, có sợ không? Dạ có, tại vì tính ra em lên đây làm việc cũng khó khăn, tích góp điện thoại cũng khó, nên là em mất thì em cũng lo lắm, tại vì không biết bao giờ mình mua lại được nữa. Rồi điện thoại lúc trước là mua mấy chục triệu? Lúc trước là em mua 26 triệu. Ồ, mình mua trả góp hay tiền liền em? Dạ em mua tiền mặt, tại vì lúc đó em đánh lương được mấy tháng em vô. Ây, đánh lương mấy tháng luôn hả? Dạ em mua qua tay của khách hàng. À, vậy thì cũng giỏi rồi ha. Rồi cho anh hỏi như vậy, em để điện thoại ở đâu mà hôm nay em phụ mẹ em để điện thoại ở đâu mà để người ta lấy mất? Thì em bán cơm cho mẹ thì em để cái bàn kế bên cách nhau khoảng chưa tới 2 mét đâu, 1 mét rồi. 1 mét thôi à? Dạ. Nửa mét mất rồi em ạ. À. Dạ. Nhưng 1 mét thì xa lắm rồi. Cũng tính em sơ hở. Trước giờ em hay để như vậy thường xuyên không? Dạ, cũng có 1-2 lần, tại vòng vòng sớm thôi mà. Ờ, sao những lần trước hàng xóm người ta không lấy của em ạ? À? Dạ. Vì tại vì người quen hết trơn. À, quen hết trơn nhưng người ta chưa có đúng ý, chưa đúng dạ, đúng thời điểm. Cơ chưa cái cơ hội người ta chưa có lấy được. Dạ, chắc em buông dây đi cũng được. Cái này không phải là người ta đi ăn cắp chuyên nghiệp. Dạ. Và đây là gọi là em tạo cơ hội cho người ta ăn cắp. Nhá. Dạ. Đúng lý nha, theo đúng luật nha. Anh mà làm luật nên là phải xử lý em đầu tiên. Dạ. Vì mình tạo cơ hội người khác ăn cắp. Dạ. Người ta là một người đàng hoàng. Đúng không? Nhưng người ta thấy ngon quá rồi, ai nhìn thấy tiền mà nhìn thấy của rơi cũng lượm cái túi, tạm thời cái túi đã tính. Khi nào không phải là không nhặt được, không ai báo là của mình. Đúng không? Đây cũng là một cái câu chuyện như vậy. Thì hôm nay các anh em hiệp sĩ Bình Dương đang tiếp rất nhiều khách. Mà các anh em thì cũng nghe những cái câu chuyện mà những cái phi vụ lắm mà em báo thông tin ấy, là em bị một đối tượng gọi là đi một chiếc xe Honda Civic màu đỏ. Đúng không? Và đang gọi là vào quán cơm của em ăn một hộp cơm và mua một hộp cơm đem về. Và lấy cái điện thoại của em, và là trong điện thoại có rất nhiều tài sản quý giá. Vì vậy nó đã lên một chiếc xe màu đỏ 4 chỗ và bỏ chạy. Thì các anh em nghe cái cuộc gọi như vậy là tức tốc mà lên đường luôn. Mục đích chính là đi tìm thông tin về đối tượng này đang cắp chạy hướng nào. Và mục đích chính là cũng mong muốn được lấy lại tài sản cho em, cũng là như bị hại khác. Thì các anh em thì cũng dí em rất nhiều tuyến đường, bởi vì đối tượng này nó cũng rất khôn khéo, không chuyên nghiệp nhưng nói chung là khôn khéo, đúng không? Chạy nhiều hướng, đổ nhiều hướng, cuối cùng là về hướng vừa rồi thì mình xuống rồi, đúng không? Thì về đó thì vị trí ở đó là kết thúc, nhưng mà dẫn đến lần tiếp là mua đó thì cái câu chuyện nó là khác hoàn toàn. Rồi cái nhân vật mà ăn cắp mà có hình ảnh là canh đang để tìm kiếm thì lại lúc trong nhà, nhưng mà cái vị trí điện thoại là ở đó. Thì cũng rất may mắn cho em, cũng như cho anh em đội hiệp sĩ của mình Bình Dương ấy, là vô đó thì cũng trò chuyện và người ta cũng hiểu được, nói chung là không phải của mình cũng tạm thời bỏ túi tham đi ăn một cơm có 20, nhưng nó lấy cái điện thoại mấy chục cũ nên là cũng lấy được. Nên vì vậy người ta cũng đành lòng chấp nhận và người ta trả lại, và người ta cũng xin gọi là anh em hiệp sĩ Bình Dương và cũng như xin gia đình em bỡ qua cho người ta, thì người ta cũng lỡ lòng, đúng không?
Nói chung mình không nên dồn ai đến con đường cùng. Đấy, nhưng mà nếu như người ta ngoan cố thì các anh em sẽ mời công an giải quyết. Nhưng mà đây là rất may mắn là người ta cũng nhận được cái lỗi sai của người ta, xin lỗi em rồi, đúng không? Đã trả lại điện thoại cho em. Hiện nay em nhận được tài sản chưa? Đâu điện thoại đâu anh xem nào. Ồ, máy đẹp vậy hả? Máy em sao em trang trí thì đẹp dữ rồi. Ốp lưng hả? Ốp lưng thì mua nhiêu tiền đẹp vậy? Mấy chục mua đây mấy cái thì em mua đi, đẹp quá. Để em mua cho. Nếu như mất cái điện thoại này thì em có tiếc không? Dạ tiếc, tại vì điện thoại thì mình nói chung là người ta nói là đủ đi cho người, mình làm lại mình kiếm được, nhưng mà đó là công sức của em bỏ ra mấy tháng trời. Nếu như hôm nay mà người ta nói người ta bán mất điện thoại em rồi, cũng tìm được nhưng người ta nói là người ta bán rồi, mà ta trả em một số tiền ngang ngửa với điện thoại, em có chịu không? Dạ, không chịu. Không chịu ha. Vì tiếc lắm ha. Dạ, tại điện thoại cũng có nhiều kỷ niệm đó. Thế mà hôm nay thì anh em cũng cố gắng hết sức ha. Dạ. Tìm được, ghi gặp được người ta nói chuyện nhưng mà có đầu có đuôi. Vậy là mừng đấy ha. Em có điều nào em muốn cảm ơn anh em đội hiệp sĩ của thành phố Dương, nói chung là cả buổi sáng này đi tìm không? Cả buổi sáng nay em cảm ơn tất cả mấy anh trong đội hiệp sĩ hiện tại. Tại vì nhiều khi điện thoại nó cứ vị trí nó cứ chập chờn chờn, mấy anh cũng cố gắng bỏ ra công sức để tìm giúp em. Cảm ơn mấy anh rất là nhiều. Em thấy quãng đường rất xa, hàng mấy chục km chứ không phải một hai cây. Đúng không? Trời thì nắng, đúng không? Yeah. Mà chưa biết là đi tìm liệu được hay không, nhưng mà anh em cố gắng hết sức. Mục đích chính là lấy tài sản cho em, vì sợ trong tài sản tại trong cái điện thoại của em có tiền bạc, có tài khoản ngân hàng, hoặc có nhiều cái dữ liệu khác quan trọng. Vì vậy đôi khi là tài sản này nó quan trọng hơn là tiền bạc, đúng không? Yeah. Khi mà em nghe được cái câu chuyện mà người ta chia sẻ là người ta sẵn sàng người ta trả lại điện thoại và bỏ qua cho người ta, em nghe câu chuyện như vậy này, em đã thở dài, em đã mừng chưa? Dạ, mừng. Có cái mừng không? Nhiều, tại vì em là anh nó sẽ kiểu tham nhất thời thôi. Đúng rồi. Người ta muốn chia sẻ cho mình. Em thấy nhà gia đình người ta đúng không? Dạ. Là rất giàu có, không phải là một gia đình nghèo. Đây là một câu chuyện có thật ha. Dạ. Bởi vì không phải một mình anh em nghệ sĩ Bình Dương đi nói bậy, mà đây là gia đình em kiểm chứng, là gia đình người ta có xe hơi, đúng không? Dạ. Có nhà cao cửa rộng, có công việc thậm chí rất ngon rất tốt. Chạy xe hơi đi mấy chục cây số đi ăn cơm thì người ta đâu phải đi lấy điện thoại đâu, đúng không? Thì mình phải hiểu là người ta cũng chịu chơi, người ta có tiền, đúng không? Mình vừa thừa nhận như vậy, nhưng mà đây là người ta chỉ là tham nhất thời thôi. Hy vọng đây cũng là một cái bài học cho tất cả các anh, các chị, các cô, các chú khác. Nếu mình có đi ăn, đi uống ở đâu đó mà nhìn thấy tài sản của người ta thì coi như mình nhắm mắt à. Mình đừng có mở mắt to ra, cứ tưởng là của mình lấy không được. Bởi vì lấy không được là mang tiếng. Hôm nay cũng rất may mắn là bên em gái này cũng rộng lòng tha thứ. Và anh em nghiệp sĩ Bình Dương nói chung cũng không ép ai đến con đường cùng. Với điều kiện người ta phải biết quay đầu để bỏ nhá. Mình không nên dồn người ta quá, dồn quá tội nghiệp người ta nhé. Đây cũng là cái sai trong mình thôi. Mình tại sao mà người ta ăn cắp của mình là vẫn là sai, nhưng mà vì lý do là lẽ em đứng túi thì người ta cướp của em là đó là hành vi khác, nhưng đây để trên bàn em cũng mắc không chuyện, người ta thấy như vậy thì người ta thấy ngon ăn quá rồi, cái điện thoại của em đẹp quá nè, anh chưa biết bao giờ anh mua được cái điện thoại giống của em luôn á. Thế đó, em cũng không nghĩ là em sẽ mua được cái điện thoại này. Đúng rồi. Đó, em có rồi em mất, em còn chưa dám chắc mua được. Thế nên là em mơ ước của anh cũng như mơ ước của nhiều người. Thế nên hy vọng là mơ ước của nhiều người lại mà nhìn thấy tài sản như này cũng đừng có gọi là nhắm mắt xuôi tay mà lấy của người khác. Rồi, vậy là ok này ha. Dạ. Em còn trò chuyện thì còn muốn nói chuyện thì muốn chia sẻ cho các bạn trẻ, các cô, các chú, tránh tình trạng mà mình mãi công việc á. Rất nhiều bạn trẻ hiện nay thấy đăng trên mạng xã hội rất nhiều. Nhiều người vào lựa giả bộ mua hàng á. Người ta thấy tài sản của mình, người ta giả bộ là mua, người ta chỉ ao xô mà trong mình hoảng loạn, mình bói cái hàng, mình sắp hàng như thế nào, người ta lấy tài sản mình luôn. Đó, em chia sẻ đi cho mọi người đỡ mất trộm mất cắp đi em. Trong đây thì em chia sẻ với tất cả mọi người là nên cẩn thận tính của mình, kỹ lưỡng tới xíu. Tại vì tài sản của mình lúc nào nó cũng có tài sản vô giá, nhưng mà nhiều khi người ta sẽ đồng tham nhất thời, nên là cảm ơn cái cuộc chia sẻ của em cũng như toàn thể gia đình mình hôm nay 4 người ha, và anh em nghệ sĩ của Bình Dương hôm nay cũng mười mấy người đi theo cơ đó, chạy xe cùng lung ta la cả, chạy dầm đường dầm phố cả, ai đi nhìn nó cứ tưởng là một đối tượng ăn cướp nguy hiểm, các anh em cũng ra nhìn cái biển số xe và đi tìm, nhưng mà thực sự là bây giờ xe về trong nhà nó không chạy ngoài đường nên không có tìm được, đúng không? Xe thì em báo là đang chạy về hướng quốc lộ 13, nhưng thực sự là bây giờ xe nó chạy về trong nhà nó rồi, thế là bây giờ cứ tìm quốc lộ là thất bại. Nhưng anh em nên đoán phán đoán là tình huống và có thể nhận định được những cái tình huống có thể đây là không có chỗ chuyên nghiệp,
Nếu là chủ chuyên nghiệp thì chúng sẽ xử lý hành vi hình sự một cách khác nhau. Nhưng đây là không chuyên nghiệp nhưng thôi. Thì cũng đây cũng là một cái bài học cho em cũng như là cho nhiều người khác. Hy vọng mình có tài sản mình cố gắng giữ lại. Bởi tài sản của mình có nó kiếm được đã khó rồi, nhưng giữ được nó là đó là một điều vô cùng khó. Nhân cái cơ hội này thì cũng đội hiệp sĩ Mai Bình Dương cảnh báo cho thanh niên đó, mình lần sau đi ăn cơm hoặc đi ăn uống đâu đó nhìn thấy tài sản của người ta, không những điện thoại mà có thể tài sản cao nhiều giá trị hơn, mình cũng đừng lấy của người ta, bởi vì mồ hôi xương máu của người ta bỏ ra công bỏ sức đúng không, làm phải nó vô cùng khó khăn, là mình chốt một cái một mình lấy của người ta, đó là những hành vi phải nói vô cùng rất xấu. Mà ngày mai mà nếu mà công bố trên cộng đồng mạng thì phải nói là câu chuyện đó ngày mai không dám đi đâu nữa đúng không. Nếu hôm nay mà anh em hiệp sĩ Bình Dương mà không nhân nhượng thì nếu công bố cái video mà cái khúc mà đăng hình ảnh mặt của người ta lên thì ngày mai này thanh niên này không dám ra ngoài ăn cơm đúng không, thậm chí là bà con hàng xóm mà không dám nhìn đó. Đây là một cái bài học cho tất cả nhiều người khác nếu có ý định có lòng tham nhé.